Hi chị ơi, chào mừng anh đã quay trở lại kênh kênh.com. Trong video này mình sẽ review và giveaway tặng anh em tai nghe. Thì ZNT có tặng kênh mình và tặng fan của kênh Cây Thêm. Thì mình sẽ review hai con tai nghe trong video này và tặng anh em một cái nhá. Thì anh em muốn mình tặng con tai nghe nào? Anh em thích con tai nghe nào? Rồi, bây giờ mình sẽ review trước đi. Và đoạn sau sẽ giveaway tặng anh em một con tai nghe. Rồi, ở đây ZNT gửi mình hai cái tai nghe. Thì hai tai nghe này trị giá khoảng con Mevo này thì giá khoảng 800.000. Còn con ZNT này giá khoảng hơn 700.000. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp con này trước đi. Rồi. Đây. Ấy, đẹp chưa anh em? Anh em đừng quên là 18 tháng 3 này ZNT trên Lazada, shop ZNT trên Lazada sẽ có cái sự kiện sale cực kỳ khủng luôn, giảm tới 80%, và mình có mã giảm giá 40.000 cho đơn 400.000, giảm tất cả các sản phẩm tai nghe của shop ZNT trên Lazada nhé. Mình sẽ để link mã giảm giá với cả link giảm giá ở dưới video này. Shop sẽ bắt đầu cái sự kiện từ 19 giờ ngày 17 tháng 3 đến hết ngày 20 tháng 3, và trong ngày 18 tháng 3 giảm cực kỳ khủng lên tới 80%. Đấy, một số sản phẩm sẽ giảm sốc 80% luôn. Đó. Ok. Ok, mình sẽ review cái con tai nghe ZNT này. Wow, anh em thấy đẹp không? Ôi, anh em nhìn này. Đấy. Cái viền của nó này rất đẹp luôn nhá, bằng kim loại anh em ạ. Nhìn sang chảnh lại. Đấy. Đấy, ánh sáng hắt vào rất đẹp luôn. Đấy, logo ZNT, logo nổi màu trắng bằng nhựa này, nó nổi hẳn lên này. Đó, sang chảnh vãi, cái hộp đẹp vãi kết thật ấy. Nó kiểu lỗ đen vũ trụ ấy. Đấy, nhìn rất là kiểu ngoài vũ trụ hay ngoài không gian. Đấy, bằng nhựa trơn. Mặt sau này, mặt sau chúng ta sẽ có thông số DC 5V, battery power 1.85, design by ZNT. Xem trong hộp còn gì không. Đây, trong hộp chúng ta sẽ có cắp sạc, cổng micro USB và có cái tip. Wow, rất là nhiều tip thay thế luôn. Trời ơi, 2, 4, 6, 1 tai, 2 tai, 3 tai, 4 tai, 5 tai, 6 tai. Đấy, 6 cái tip tai để anh em thay thế. Trời ơi, phù hợp với mọi loại tai của anh em luôn. Rồi, đó. Thiết kế nó không tròn hẳn mà nó sẽ lõm ở chỗ này. Đó, hơi lõm cong một chút. Ở đây chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB cùng cái đèn thông báo sạc. Anh em biết con này nó mở kiểu gì không? Nó mở rất là độc đáo luôn đây. Là ấn, đấy, chỗ này để chúng ta ấn, và chính là chỗ này, lõm vào, ấn như này, đấy, nó sẽ lồi ra. Trời ơi, hay chưa, theo kiểu cơ, đấy. Và ta sẽ có tai nghe, để đế sạc này, nó có 5 châm luôn, nó hít vào, đó. Đây, vẫn còn là miếng dán chống sạc. Đây, như cái chỗ sạc này chúng ta sẽ có RL này, để chúng ta biết sạc tay nào này. Đấy, đây là chân sạc này, đó. Ấn vào. Bọn nó làm mình liên tưởng đến cái hộp kẹo cao su. Đấy. Thiết kế rất đẹp luôn nhá. Đấy, bằng nhựa bóng. Và cái hộp sạc này sẽ sạc được khoảng 3 đến 4 lần trong tai nghe. Tai nghe này nghe được khoảng 4 tiếng. Và hộp sạc sạc được khoảng 5 lần. Như vậy là tổng anh em sẽ nghe được khoảng 20 tiếng. Đó, lâu chưa? Phía trước này chúng ta sẽ có logo ZNT. Thiết kế cũng giống cái hộp luôn. Và nút này là nút bấm nhá, không phải nút cảm ứng. Mình vẫn thích nút bấm hơn. Tại sao thích thì nói quá nhiều trong các video review về tai nghe Bluetooth rồi. Chẳng may anh em chạm vào thì nó sẽ không bị thực hiện những cái hành động. Và anh em thấy luôn là có cái đèn kết nối ở chính cái nút bấm này, xung quanh này. Đó, nó đang nháy, nhấp nháy để kết nối Bluetooth. Và lỗ mic có luôn ở hai tai nghe. Đấy, chúng ta có thể đàm thoại ở hai tai nghe hoặc là đàm thoại độc lập riêng từng tai nghe. Và trước nhìn thuôn, gọn. Vâng, mặt sau thì cũng có ký hiệu phân biệt tai nghe trái phải. Có cái tip đây, có sẵn cái tip tay và có cái móc ở đây. Đó, có cái móc này mình hay gọi vui là vây cá mập để nó gắn vào cái vành tai bên trong. Thì khi chúng ta tập chạy bộ không bao giờ lo rơi, kể cả không có cái móc này thì cũng yên tâm là không lo rơi tai nghe ra ngoài. Nếu anh em không thích cái móc này thì chúng ta thay cái tip khác. Rồi, và cái chân sạc ở đây. Cơ bản thì cái tai nghe này nó khá là nhỏ gọn.
Đấy, giờ mình sẽ nghe thử chất lượng như nào. Quên mất không giới thiệu với anh em là con này còn được phủ nano nhá. Đó, để anh em chạy bộ dưới trời mưa ok. Đấy, mồ hôi ok luôn. ZNT Airfix Pro. Ok, về chất lượng âm thanh trên con tai nghe này thì bass mình thấy con này cũng ổn, không quá khỏe nha anh em. Bass mình chấm được khoảng 8,5 điểm. Về âm chép thì hơi gắt, lên cao nó hơi gắt, thì âm lượng của con này mà mình cho max volume thì sẽ bị điếc tai, và lên cao thì nó hơi gắt, thì âm chép mình đánh giá khoảng được 8 điểm. Về âm mid thì cũng ổn nha anh em. Từng âm thanh, nhạc cụ, tiếng ca sĩ cũng khá là ổn và mình chấm cũng được 8,5 điểm. Ngoài ra con này còn được trang bị thêm công nghệ Bluetooth version 5.0, nên khi anh em chơi những cái game sinh tồn như PUBG Mobile thì tiếng chân, tiếng súng, tiếng bước chân thì nó đỡ bị delay hơn so với những con tai nghe mà công nghệ 4.0. Ok, đó là con tai nghe đầu tiên. Con tai nghe gọi là thiết kế theo kiểu vũ trụ, lỗ đen vũ trụ. Rồi, tiếp theo mình sẽ review con tai nghe Spider-Man tai nghe Marvel. Đấy, con này khoảng 800.000 của ZNT trên Lazada. Rồi, review nốt em này và đến tiết mục giveaway tặng. Đây, hộp sản phẩm Spider-Man. Nhìn nó rất là cartoon, rất là kiểu hoạt hình, người nhện. Con này cũng được trang bị Bluetooth version 5.0, kết nối sẽ mạnh mẽ hơn, đỡ bị delay hơn. Wireless stereo headset nghe stereo mà Marvel này. Phiên bản Marvel rất là limited, giới hạn. Đấy, hộp của nó cũng đẹp luôn anh em ạ, hộp đỏ xung quanh. Và mặt sau chi tiết thông số Bluetooth 5.0, pin 380, kết nối 10m. Thì con này pin nó trâu hơn, pin trâu hơn con này, là chúng ta sẽ nghe được khoảng 30 tiếng, con này thì nghe được 20 tiếng. Pin con này cực kỳ trâu luôn, nghe 6 tiếng liên tục, và cái hộp sạc được khoảng 5 tiếng, như vậy là chúng ta nghe được khoảng 30 tiếng. Những thông số khác nhá. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp. Đẹp phải chưa luôn, Marvel. Và wow, nhìn như quả trứng anh em ạ. Đó, thiết kế nhìn cái hộp như quả trứng ấy. Rồi, bên trong xem còn gì nữa nào. Đây, bên trong chúng ta sẽ có cáp sạc. Vâng, vẫn là cổng micro USB thôi, không được Type-C nhá. Đó, và cái tip tai này thì nó ít hơn. Có vẻ nó ít hơn so với cái tip tai của cái tai nghe kia. Đây, chỉ có cho hai tai thôi nhá. Đấy, 4 cái. Và thế rồi. Nếu mà anh em để ý thì cả hai sản phẩm tai nghe này mình đều không thấy sách hướng dẫn sử dụng. Đó, anh em thấy hộp đẹp chưa? Nè, hộp đẹp vãi. Rồi, cắt sạc. Đó, hộp anh em của Spider-Man nha, Marvel nha. Nhìn ở trong này thì nó hơi trắng thôi, nó không đỏ lắm, bên ngoài nó đỏ cơ, kiểu đỏ đậm anh em. Phía trước này ta sẽ có một cái hình Spider-Man khá là cartoon. Đấy, Marvel thiết kế theo kiểu nổi, sờ nó gợn gợn. Đó, và đây là nhựa bóng xung quanh. Đấy, sờ lên rất là gợn, rất là tích tay. Sờ sướng cực. Hình nhân vật Spider-Man này cùng với logo này. Phía trước anh em sẽ có 4 cái đèn thông báo, một đèn tương ứng 25% pin, đèn thông báo phần trăm pin của cái hộp sạc này. Đấy, sạc được khoảng 5 lần, 4 đến 5 lần. Mặt sau thì chúng ta có cổng sạc micro USB rất là cơ bản. Ở dưới đây có logo Marvel, copyright Marvel. Thành tôi nhìn như quả trứng anh em ạ. Mở lên đây. Tai nghe kiểu nó lồi hẳn lên này. Có LR đây. Đó, đây, tai nghe. Như vậy là anh em sẽ có hai cái tip tai để thay thế nhá. Đấy, như vậy cái này có 3 tip này. Mấy tip liền. Hộp có 500 luôn, nó hút rất là dễ dàng. Đó. Đấy, đóng nó khá kiểu là kiểu mạnh bạo ấy. Có 500 hút khá mạnh. Tai nghe vào sạc như này, nó hít vào luôn, có 500 hít vào. Nhìn nó khá là trẻ con. Rồi, đây là cái tai nghe này. Và phía trước anh em nhìn thấy mạng nhện chưa? Và có cái nút bấm, cũng là nút bấm luôn nhá, ưng luôn. Cảm ứng ấy, thì ít nhất là trên kiểu những con tai nghe đắt đắt thì có chức năng là khi chúng ta bỏ tai nghe ra khỏi tai thì nó sẽ dừng nhạc. Đấy, mình thích kiểu như vậy.
và chúng ta chỉ bấm được cảm ứng khi tai nghe vẫn để ở trong lỗ tai. Còn khi mà bỏ tai nghe ra ngoài khỏi lỗ tai ấy, thì không dùng được cảm ứng cũng như là nó sẽ tự dừng nhạc đấy. Mặt sau cũng rất đơn giản luôn, chỉ có chữ LR và chân sạc thôi. Thì con này thứ nhất là được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0 đấy, giúp anh em nghe nhạc ngon mượt, chơi game đỡ bị delay tiếng bước chân và tiếng súng. Khoảng cách kết nối 10m, công nhận thiết kế con này đơn giản thật đấy. Con này thì nghe stereo hoặc là nghe từng tai riêng biệt rất là tiện. Anh em có thể sử dụng một tai hoặc là sử dụng cả hai tai một lúc. Phía trước chúng ta còn có cả cái đèn thông báo đây, kết nối Bluetooth, nghe thử xem phê không, ZNT Spider-Man luôn. Ok, về chất lượng của con tai nghe này thì mình có đánh giá như này. Bát của nó khá là khỏe, bát trâu hơn con kia. Mình chấm điểm bát con này được khoảng 9 điểm. Về âm lượng, mức âm lượng to thì nó không to bằng con ZNT này. Nếu mà con này mà âm lượng đặt mắc 100% thì con này âm lượng được khoảng 90% anh em. Và chép của nó mình đánh giá ok, ngon. Cũng được khoảng 9 điểm. Mid ổn, nghe cũng khá rõ lời, khá rõ tiếng nhạc cụ. Mình chấm được khoảng 8,5 điểm anh em. Rồi, đó là về chất lượng âm thanh trên hai con tai nghe. Thì anh em muốn mình tiếp vào với con nào? Nói chung là mỗi con có một ưu điểm khác nhau, đó, thiết kế khác nhau, vẻ đẹp khác nhau. Đấy, đây anh em có thể so sánh luôn này. Mình thấy cái con ZNT này nó cũng, đây cái hộp của nó to hơn hộp Spider-Man này, cảm giác có tròn tròn yếu yếu và cách mở của nó cũng khá là lạ so với những cái tai nghe True Wireless khác. Đó, khá là độc đáo. Thì mình sẽ giveaway tặng anh em một con nhá, khó nhỉ. Mình sẽ giveaway con lấy con này đi. Ok, cách chơi như thế nào? Anh em muốn nhận sản phẩm này thì mình sẽ để link chơi ở dưới video nhá. Không mất một phí gì cả, không mất tiền, không mất phí, mình cũng sẽ free ship luôn anh em. Đấy, nói chung là anh em chỉ mất thời gian nhận hàng thôi. Đó. Những tai nghe này đang bán trên shop ZNT trên Lazada, giá khoảng gần 800.000 nhá. Đó. Và sẽ giảm giá, những con tai nghe này sẽ giảm giá đặc biệt ngon là vào ngày 18 tháng 3. Ngoài ra lại sẽ có những cái sản phẩm tai nghe giảm sốc đến 80% luôn. Đấy, ngoài ra thì shop ZNT trên Lazada bắt đầu sự kiện giảm giá từ 19 giờ 7 giờ tối ngày 17 tháng 3, kéo dài đến hết ngày 20 tháng 3 nhé. Đấy, anh em lưu ý. Và có cả mã giảm giá 40.000 nữa, mình sẽ để link mã ở dưới video luôn, cùng với cả link sự kiện ZNT cũng ở dưới video. Và link chơi giveaway nhận quà, nhận sản phẩm này. Đấy, nhận cái tai nghe Bluetooth này mình cũng để dưới video luôn, 3 link nha anh em. Đấy, anh em lưu ý nhá, đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy trong video này mình đã review cũng như là làm giveaway tặng anh em một sản phẩm tai nghe khá là ngon của ZNT. Anh cảm thấy video hay, thú vị thì ủng hộ kênh mình, đăng ký ủng hộ kênh mình đạt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả video, bye bye. Theo anh em thì anh em thích tai nghe nào hơn đó trong hai con tai nghe này, và đừng quên tham gia giveaway nhé.